Chào mừng các bạn đã quay trở lại với eSports 247 và đây là bản tin ngày 10 tháng 10 năm 2021 với hai trận đấu cuối cùng của vòng khởi động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ luôn. Để giúp kênh phát triển hơn nữa, hãy nhấn like nếu như các bạn thích video này và nhấn subscribe kênh nhé. Chào mọi người. Như các bạn đã biết thì ở thời điểm hiện tại Lu đã ký hợp đồng stream trực tiếp ở trên Buya. Nếu như các bạn muốn ủng hộ Lu hay là muốn xem các nội dung như là talk show, trả lời câu hỏi, phân tích, dự đoán, chơi game hay đặc biệt là cast những trận răng EU khi mà các đội đến với chung kết thế giới 2021 thì các bạn hãy đến với đường link Buya Lu để bên dưới phần miêu tả nha. Tất cả những nội dung này sẽ chỉ phát trực tiếp ở trên Buya mà thôi. Rất hy vọng là gặp được các bạn ở bên đó. Còn bây giờ thì xin tạm biệt. Nếu như ngày thi đấu thứ tư của vòng khởi động chỉ kết thúc khi người hâm mộ đã xem đủ 10 ván đấu thì ngày cuối cùng lại diễn ra một cách đầy chóng vánh khi không một cặp BO5 nào kéo dài quá ván đấu thứ 3. Công bằng mà nói, Beyond Gaming đã gặp quá nhiều khó khăn ngay khi trận đấu chưa bắt đầu. Án phạt của Riot khiến họ phải đưa đường trên dự bị là BK trám vào vị trí của Mao An. Không có một người chơi đường giữa thực thụ, lại phải đối đầu với một đối thủ vượt trội về mọi mặt như Hanwha Esports. Tất cả khiến cho việc Beyond Gaming thất bại như một lẽ đương nhiên. Đáng tiếc rằng cái cách mã quân BCS gục ngã khiến cho người hâm mộ của họ phải thất vọng. Điều tốt nhất mà Beyond Gaming có thể làm là tạo ra chút khó khăn cho Hanwha Esports trong game đầu tiên. Đây là ván đấu mà Doggo và đồng đội đã có những bước di chuyển tính toán và đưa ra lời đáp trả rõ ràng cho những tình huống tấn công của đối phương. Nếu như Beyond Gaming có thể kéo dài trận đấu đến giai đoạn sau thì sức mạnh của những Gwen rồi Aphelios đã có thể làm nên điều bất ngờ. Thế nhưng những chàng trai trẻ đã không thể làm được điều đó. Pha giao tranh để mất đến 4 người ở phút 19 đã đẩy họ vào thế bị động. Càng đánh Hanwha Esports càng thẳng thể. Phút 28, Chovy bọc đầu, bảo đạn cực kỳ đẹp của Dev làm mềm hoàn toàn đối phương. Beyond Gaming bị quét sạch và đánh rời ván đấu đầu tiên. Bước sang game 2, Beyond Gaming chọn cho mình một bộ đôi cực mạnh trong những pha giao tranh 2-2 ở đường dưới là Ven và Leona. Một lựa chọn phần nào có hiệu quả ở những giây phút đầu tiên. Tuy nhiên, Wheeler đã nhẹ nhàng đáp trả bằng những tình huống găng vào vị trí đường dưới. Những pha dịch chuyển của Lan muộn đến mức khi mà Kled đáp xuống thì mọi sự đã rồi. Phút 12, Beyond tổ chức tấn công sau trụ. Doggo có màn tắt điện nhưng điều không may là anh thiếu sát thương để hạ gục Morgan lẫn Dev. Ở cánh còn lại, sau khi xỉa chết Lan, Azir của Chovy thoải mái bước ra và dọn dẹp tàn cục. Đây là thời khắc mà đại diện của BCS bắt đầu rơi xuống vực sâu. Việc nằm xuống quá nhiều lần khiến Kennen và Kled trở nên vô dụng. 10 phút sau đó, Travan của Morgan tung đại địa chấn nhốt hai người để bảo đạn của Witherton được tối đa hóa sát thương. Beyond Gaming tan vỡ. Sau khi bị dồn vào thế chân tường, một là người ta sẽ bật ngược lại mạnh mẽ, hai là vụn vỡ. Vào ngày hôm qua, Beyond đã chọn cách thứ nhất, tiếc thay hôm nay họ lại chọn cách thứ hai. Ván đấu chứng kiến sự yếu đuối một cách đáng ngạc nhiên của Talon trong tay Husa, còn Fiora của Lan không khác gì một con Teemo đứng yên, có nghĩa là tàn hình suốt game. 25 phút là tất cả những gì Hanwha Esports cần để kết thúc cặp BO5 với tỷ số 3-0 và bước vào vòng bảng. Nếu như Hanwha Esports vượt qua đối thủ của mình mà không đánh rơi bất cứ một ván đấu nào thì Cloud9 cũng làm được điều tương tự. Củ Vân đã có một ván đấu đầu tiên khá khó khăn. Nói một cách nghiêm khắc thì họ đã tự làm khó mình khi đồng thời trình diễn những pha xử lý đậm chất hài hước cũng như những tình huống mang đẳng cấp thế giới trong cùng một ván đấu. Sau 22 phút thi đấu, thế trận vẫn tương đối cân bằng với chênh lệch không đáng kể cả về kinh tế cũng như mạng hạ gục. Đây là một game mà Cloud9 đã khiến người hâm mộ của họ phải thót tim với những quyết định liều lĩnh đến mức gần như tự sát tới từ Sven, rồi cả Blaber. Thế nhưng danh xưng niềm hy vọng cuối cùng của Bắc Mỹ không phải chỉ để chưng cho đẹp. Phút 32 khởi đầu từ một pha combo đá ngược xin giao về của Lee Sin. Wukong trong tay First đã xuất hiện đúng thời điểm để có tình huống hất tung nhiều người. Chỉ còn mình Valdez còn sống sau pha giao tranh quyết định đó và dù Rakan có hồi sinh kịp thời thì bộ đôi đường dưới của Bi cũng quá yếu đuối để có thể ngăn cản Cloud9 phá tan nhà chính của mình. Thế cục ván đấu thứ hai mở ra ngay từ phút thứ 3. Sự chờ đợi của Blaber trong bụi đường giữa đã được đền đáp xứng đáng. Beast ngỡ như đã có thể nhẹ nhàng lấy mạng của Perk với tình huống găng 3 người. Nhưng chờ đợi họ là một gã tiều cua với sát thương khủng khiếp. Olaf có double kill và nỗ lực hạ gục Rai của Akali cũng khiến sát thủ đơn độc phải bồi mạng. Kể từ đây, sức mạnh của Olaf hoàn toàn vượt ra ngoài tầm khống chế của đại diện LCO. Vận động viên LCS đầu tiên đạt đến rang thách đấu tại máy chủ châu Âu luôn có mặt ở những điểm nóng trên bản đồ. Phút 12, Olaf trong tay anh như hóa cuồng với 8 mạng hạ gục. Trước sức mạnh kinh khủng của Cloud9, Vitrachi cùng đồng đội bế tắc. Nỗ lực tấn công vào First ở đường trên nhưng phải bỏ lại 2 mạng mà chẳng thu được gì như sát muối và nỗi đau mà Viz đang phải chịu. Đây là lúc mà Cloud9 tuyên bố rằng họ không còn tấu hài nữa. Chắc tôi nhầm. Phút 20 sau khi làm con Baron tan biến khỏi bản đồ, đoàn quân của huấn luyện viên Mithy tiến vào giao tranh với đối phương một cách đầy tự tin. Một mình Blaber chấp 4 một cách dễ dàng. Những con người không có giảm hồi máu bất lực trước sức mạnh hồi phục kinh khủng của Olaf. Cloud9 nhẹ nhàng kết thúc game đấu thứ hai và đẩy đối phương đến mép vực. Có lẽ Cloud9 là đối thủ quá tầm của một đội tuyển non nớt như Priest trong một cặp BO5. Ngay những phút đầu của game đấu thứ ba, cặp đôi Sven Vulcan văng trụ hạ gục Violet mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai.
Thậm chí chỉ cần mình Lucien là đủ để tiện Mitrovic lên bảng ngay dưới chân trụ 1 chỉ sau đó ít phút. Ở đường trên, set trong tay Vietrati cũng bất lực trước quen của Fred. Cú Vân thể hiện sức mạnh vượt trội và đùa giỡn đối thủ của mình trong lòng bàn tay. Đây mới là lúc mà Cloud9 không còn tấu hài nữa. Quả cầu tuyết được lăn và nhấn chìm nhà vô địch LCO trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Phút 19, đại diện của Bắc Mỹ quét sạch đối phương và đặt dấu chấm tròn viên mãn cho chiến thắng gần như tuyệt đối của mình. Như vậy, vòng khởi động đã chính thức khép lại để hé lộ tất cả những cái tên sẽ tranh tài tại vòng bảng. Cloud9 sẽ thi đấu tại bảng A với các đối thủ là Damwon Kia, Fnatic Phoenix, Rogue. Đây thật sự là bảng đấu tử thần đối với hai đại diện của châu Âu và Bắc Mỹ. DFM đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đặt chân vào vòng bảng. Họ sẽ phải đối đầu với EDG, T1 và nhà vô địch LCS ở Thief. Với những gì DFM đã thể hiện tại các giải quốc tế, đại diện Nhật Bản hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ cho người hâm mộ. Vượt qua Beyond với tỷ số 3-0 đã nhẹ nhàng đưa Hanwha Esports vào bảng C chung với BSG Talon, Fnatic và ANG. Đây là một bảng đấu khó đoán định nhất nếu xét về tương quan lực lượng giữa các đội. Qua 4 chiến thắng tuyệt đối ở giai đoạn bảng vòng khởi động, Leaning hiên ngang bước vào bảng D gặp Mad Lion, Genji và Team Liquid. Với những gì đã trình diễn, hạt giống số 4 của LPL thực sự là một mối đe dọa với tất cả những đội còn lại. Ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn bảng chung kết thế giới 2021 thực sự rất đáng chú ý với những cặp đấu như DK gặp Fnatic Phoenix ngay trận mở màn, Hanwha Esports đối đầu với Fnatic và Leaning gặp gỡ Genji. Ngoài ra chúng ta còn có cuộc đối đầu giữa NA và EU khi mà Team Liquid đụng độ Mad Lion. Giai đoạn vòng bảng của chung kết thế giới sẽ bắt đầu lúc 18 giờ và hẹn gặp lại các bạn trên VTV. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ luôn. Để giúp kênh phát triển hơn nữa, hãy nhấn like nếu như các bạn thích video này và nhấn subscribe kênh nhé.